kiều hối 20 tỷ đô, đảng tìm đường đẩy thêm dân đi làm cu li. Vào năm 2023, Việt Nam vẫn duy trì trong top 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới với con số ước lượng khoảng 20 tỷ đô la. Đặc biệt, lượng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh ước đạt gần 9 tỷ đô la, tăng 35% so với năm 2022. Đây là mức tăng đột biến so với tốc độ tăng của những năm trước đó. Mặc dù nền kinh tế Việt Nam xuất siêu 24,4 tỷ đô la, tính trong 11 tháng đầu năm 2023 tăng hơn 10 tỷ đô la so với năm 2022. Tuy nhiên, về bản chất, lượng ngoại tệ thu được từ xuất khẩu này là do khối FDI mang về chứ không phải khối nội gồm doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Riêng khối nội đã làm chảy máu ngoại tệ của nền kinh tế với con số tương đương lượng kiều hối gửi về Việt Nam. Kiều hối hiện nay vẫn là nguồn thu lớn hơn mọi chính sách kinh tế của chính phủ mang lại để nền kinh tế phát triển bền vững thì doanh nghiệp trong nước mới là trụ cột chứ không phải là doanh nghiệp fdi doanh nghiệp fdi là doanh nghiệp từ nước ngoài đầu tư vào việt nam nên họ chỉ tìm kiếm các lợi thế mang lại lợi nhuận một khi các lợi thế này mất đi thì doanh nghiệp fdi sẽ rời đi hơn nữa ngay khi lợi thế vẫn còn thì lợi nhuận có được sẽ được doanh nghiệp fdi chuyển đem về nước họ bằng rất nhiều cách khác nhau khi doanh nghiệp fdi rời đi nếu doanh nghiệp nội không đủ sức để gánh vác nền kinh tế thì Việt Nam sẽ bị kẹt trong cái bẫy thu nhập trung bình thấp, không cách nào vượt qua được, thậm chí có thể rơi vào khủng hoảng. Bài học này đã xảy ra ở nhiều nước khác nhau trên thế giới và khi đó người dân lao động sẽ mất việc hàng loạt. Năm 2023, con số thống kê cho thấy khối FDI lại chiếm tỷ trọng lên đến 74% tổng kim ngạch xuất khẩu trước đó vào năm 2022 khối này bất ngờ chiếm giữ 74% tổng kim ngạch xuất khẩu và giữ tỷ lệ này đến năm 2023. Điều này cho thấy các doanh nghiệp nội bị tổn thương sau dịch vẫn chưa thể hồi phục và không loại trừ họ sẽ không lấy lại tỷ lệ 30% tổng kim ngạch xuất khẩu như trước được nữa. Hai năm sau đại dịch, một doanh nghiệp vẫn khốn đốn, người dân vẫn khó khăn, điều đó cho thấy chính sách phát triển kinh tế của chính phủ của ông Phạm Minh Chính đứng đầu không hiệu quả các doanh nghiệp và người dân khó có hy vọng gì trong năm 2024 này. Không chỉ về chính sách mà cả bộ máy chính quyền cũng không hiệu quả. Đấy mới là vấn đề. Tất cả các bộ, ban, ngành, doanh nghiệp, nhà nước thanh tra ở đâu thì lòi ra sai phạm ở đấy. Mọi chính sách và chính quyền mà quan lớn có đều tham nhũng cả. Thì làm sao họ thực hiện được chính sách tốt để lo do dân cho nước đây? Đảng cần nhiều người xuất khẩu lao động hơn nữa để mang đô la về cho Đảng. Trong tình hình kinh tế khó khăn như thế, lượng cứu hối khổng lồ đổ về như là một cái phao cứu cánh cho chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngân hàng nhà nước cần có lượng ngoại tệ lớn để dự trữ để điều tiết nền kinh tế. Con số tăng trưởng kinh tế 5% không nói lên điều gì nhiều bởi FDI đóng góp phần lớn trong số đó, cho nên kiều hối đã trở nên hết sức quan trọng kiều hối là do kiều bào sinh sống ở nước ngoài gửi về đang ngày một ít dần do các thế hệ thứ hai thứ ba được sinh ra ở nước ngoài tiếp thu nền văn hóa nước ngoài họ không còn xem việt nam là tổ quốc nữa cũng như không còn người thân ở trong nước vì vậy đảng cần phải đẩy người việt nam đi lao động ở nước ngoài lực lượng này sẽ cần mẫn gửi tiền về đều đặn bù vào khoản tiền kiều hối do người nước ngoài gốc việt gửi về đang giảm dần được biết vào năm 2023, Việt Nam có gần 160.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Năm 2024, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt mục tiêu đưa 125.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Vì sao Đảng không giúp dân thoát nghèo mà phải nhờ sứ tư bản để thoát nghèo đây? Được biết, chi phí để đưa người Việt Nam lao động nước ngoài đắt gấp đôi hoặc gấp rất nhiều lần so với chi phí của người dân các nước khác như Indonesia hay Malaysia đây là nguồn lợi rất lớn của các công ty tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động, mà những công ty này chính là sân sau của các quan chức. Như vậy, đẩn dây ra nước ngoài làm cu ly, mục đích là để đảng có đô la và cũng là để các doanh nghiệp sân sau của quan chức kiếm trác từ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của những người lao động. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin kiêu hối 20 tỷ đô, đảng tìm đường đẩy thêm dân đi làm quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d khi tranh chức thì quan nào cũng khỏe, khi sổ khám thì quan ta lại nặng ra bệnh. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau là một thành ngữ của dân gian Việt Nam ý nói là khi có lợi ích tức là ăn cỗ thì phải là người đi trước để giành phần hơn Còn khi khó khăn tức là lội nước thì lại phải nấp sau người khác để mà họ gánh rủi ro cho Thành ngữ này chỉ tính khôn lỏi, ma mãnh của một số người Ngày nay quan chức của Đảng Cộng sản cũng đang sống theo phương châm như vậy Một chính quyền tử tế qua giáo dục và cả sự làm gương của những người có trách nhiệm Thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp Không có một nhà nước vô đạo đức gian manh và thủ đoạn nào lại có thể tạo ra một xã hội thái bình người dân sống tử tế với nhau cho được cha nào con ấy nhà nước nào thì xã hội như thế không thể có một công thức khác khi ra tòa nguyễn đức trung đã hô hoán là mình bị ung thư chính quyền của đảng cộng sản việt nam chưa bao giờ là một nhà nước tử tế bởi nếu tử tế thì họ đã không dựng lên cả bộ máy tuyên truyền để bao che cho cái xấu và bịa ra những chuyện tốt rồi nhồi vào đầu người dân cả nước đến như thế. Người tử tế thì không lừa gạt, không dối trá, chính quyền cũng như thế. Chính quyền tử tế không lừa gạt, không dối trá với dân. Ăn cỗ đối với quan chức của Đảng Cộng sản có hai loại, mâm quyền lực và mâm tiền bạc. Khi nào phân chia mâm quyền lực là quan chức vội vàng chạy trước giành phần hơn. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng đã giành hết những miếng quyền lực ngon nhất, đạp lên điều lệ của Đảng cả về tuổi tác, sức khỏe và giới hạn nhiệm kỳ. Chính ông làm gương cho toàn đảng rằng phải ăn cỗ thì phải đi trước thì làm gì quan chức không nói theo. Một ví dụ về quan chức sống theo phương châm trên là Nguyễn Đức Trung. Khi còn là giám đốc công an đầy quyền lực ở thủ đô Hà Nội, cần tranh giành chức chủ tịch ủy ban nhân dân ở thành phố này thì ông khỏe như vầm lúc nào ông cũng muốn chứng minh điều đó bằng cách đi phăm phăm và làm việc nhanh nhẹn. Tuy nhiên, sau khi bị tóm cổ cho vào lò, thì ông lại la toán lên rằng ông đang bị ung thư. Đấy là mẫu người mà khi ăn cỗ thì tranh phần sớm nhất, còn khi lội nước thì dùng bệnh ung thư để mà kiếm cớ thoát tội. Khi ra tòa, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là em họ ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đây bỗng có hồ sơ bệnh án bị tèo não Mới đây khi ra chiếc phảnh móng ngựa, bà Nguyễn Bạch Thùy Linh miếu máu nói rằng bị cáo đang bị bệnh hiểm nghèo, bị ung thư đã di cặt lên phổi, xin hội đồng xét xử, xem xét. Tất nhiên những người này không nói suông họ đều có giấy chứng nhận của bệnh cả, bởi trước tòa cái giấy xác nhận có chữ ký của bác sĩ và con dấu bệnh viện là có trọng lượng nhất. Ông Nguyễn Đức Trung trước đây cũng có giấy chứng nhận bị bệnh ung thư. Mới đây nhất, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, em nhà chú của ông Nguyễn Xuân Phúc, cũng được xác định là mắc bệnh teo não. Được biết hồ sơ bệnh án mới được gia đình cung cấp cho tòa. Có lẽ nếu bà Thủy không bị pháp luật sờ gáy thì chưa chắc gì bà có hồ sơ bệnh án nguy hiểm đến như thế. Chuyện với quan chức của nhà nước của đảng cộng sản Việt Nam bỗng nhiên có bệnh là câu chuyện đã có từ rất lâu. Nhiều quan chức đã dùng các bệnh án này để mà tìm cách thoát tội. Trước đây, một nữ biên tập viên của VTV, con gái của ông tổng giám đốc đài truyền hình VTV, khi ra nước ngoài bỗng ngứa tay lấy đồ của cửa hàng rồi bị bắt tại châu Âu. Một lần cô này bị bắt tại Thủy Điển, và một lần khác cô bị tiếp tục bị bắt tại Anh Quốc. Tuy nhiên cả hai lần cô đều thoát án vì có giấy chứng nhận tâm thần từ Việt Nam gửi sang. Và giờ đây khi mà quan chức bị dính án tù thì họ lại chạy trọt cho được hồ sơ bệnh án để nộp cho cơ quan điều tra để mà được giảm nhẹ tội trò khôn danh này đã ăn vào máu của người Cộng sản từ rất lâu rồi. Khi ra tòa, bà Nguyễn Bạch Thúy Linh cũng bổ lưu bổ loa, nói rằng đang bị bệnh ung thư. Ở nước ngoài, lãnh đạo nào dám làm, dám chịu, nếu họ sai thì họ từ chức, chứ không bám vào mâm cỗ quyền lực lấy được, nhưng Tổng Bí Thư nhà ta. Một đảng cầm quyền như thế, với những quan chức cùng một ruột như thế, thì lấy đâu ra một xã hội Việt Nam tử tế cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Khi tranh chức thì quan nào cũng khỏe, khi bị bắt thì quan ta lại nặng ra bệnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm